thẳng mắt. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ thêm hai vị khách mời nữa sẽ tham gia giao lưu cùng với chương trình. Xin được giới thiệu cử nhân Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương. Và xin được giới thiệu anh Lê Hồng Hưng, là một bệnh nhân đã được ghép giác mạc. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng với chương trình. Trước tiên xin được hỏi anh Nguyễn Hữu Hoàng ạ, anh có thể cho biết là hiện nay tại Việt Nam thì có bao nhiêu người đã tham gia hiến tặng giác mạc không ạ? Cho đến thời điểm này thì tính từ người hiến tặng giác mạc đầu tiên ngày 5 tháng 4 năm 2007 đến nay thì đã có tổng cộng là 451 giác mạc thu nhận từ 230 người hiến của 14 tỉnh thành trong cả nước. Vâng, như vậy là chúng ta đã có khoảng tầm 450 giác mạc đã được hiến tặng đúng không ạ? Vâng. Chúng ta có thống kê là tỉnh nào trong cả nước thì có cái số lượng giác mạc hiến tặng nhiều nhất không ạ? Trong 14 tỉnh thành đã có người hiến tặng giác mạc thì tỉnh Ninh Bình là có số lượng người hiến tặng giác mạc nhiều nhất trong cả nước. Riêng huyện Kim Sơn thì đã có 160 người đã hiến tặng giác mạc. Vâng, huyện Kim Sơn. Vâng. Vâng. Không biết là khi mà một người hiến tặng giác mạc thì có thể mang để ghép giác mạc cho bao nhiêu người ta? Thông thường thì khi một người hiến tặng giác mạc thì chúng tôi sẽ nhận được 2 giác mạc và 2 giác mạc đó chúng tôi sẽ tiến hành ghép cho 2 bệnh nhân. Vâng. Hai giác mạc sẽ tiến hành có thể ghép cho hai bệnh nhân khác nhau. Vâng, hai bệnh nhân khác nhau. Vâng. Với số lượng giác mạc hiện nay đang được hiến tặng thì anh đánh giá là nó đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu của các ca ghép giác mạc hiện nay? Với cái số lượng người đăng ký chờ ghép ở trong ngân hàng riêng tại Ngân hàng Mắt Bệnh viện Mắt Trung ương thì số lượng rất là đông. Và cái số lượng người giác mạc chúng tôi nhận được từ những người hiến ở trong nước thì cái số lượng đó chỉ đáp ứng được khoảng 20% cái nhu cầu cần ghép của người bệnh. Vâng, 20% là một tỷ lệ rất là nhỏ so với cái nhu cầu hiện tại của người dân mà đang mong muốn được ghép giác mạc đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, và chúng ta vẫn đang hy vọng là sẽ có thêm nhiều những giác mạc hơn nữa được hiến tặng. Đúng ạ. Vâng. Vậy thông thường một người thì hiến tặng giác mạc thì lấy vào thời điểm nào thì sẽ là hợp lý ạ? Khi mà một người qua đời và đồng ý hiến tặng giác mạc thì chúng tôi sẽ thu nhận giác mạc trong khoảng thời gian là 6 đến 8 tiếng. Tuy nhiên thì giác mạc được lấy tốt càng sớm càng tốt bởi vì lúc đó chất lượng giác mạc sẽ tốt hơn rất nhiều. Vâng, vâng, xin được cảm ơn anh. Xin được giao lưu cùng với anh Lê Hồng Hưng, là một bệnh nhân đã được ghép giác mạc ạ. Trước tiên thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình đúng không ạ? Anh đang làm nghề nghiệp gì và hiện nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Vâng, tôi sẽ giới thiệu về mình là tôi tên là Lê Hồng Hưng, hôm nay 43 tuổi, công tác tại Chi cục Thi hành Dân sự quận Hoàn Kiếm. Trước khi được ghép giác mạc là tôi do cái làm nghề chúng tôi là cũng nghiên cứu hồ sơ tài liệu đã bị mờ dần và rất khó khăn trong công tác xem cái hồ sơ tài liệu và phục vụ công tác. Như vậy là mắt của anh mà bị mờ đi và cần đến cái việc ghép giác mạc là bởi vì từ cái tính chất nghề nghiệp của anh là hay phải đọc tài liệu và nghiên cứu tài liệu đúng không ạ? Vâng. Không biết là anh đã thực hiện ghép giác mạc từ năm nào ạ? Tôi thực hiện ghép giác mạc là tháng 10 năm 2012. Tháng 10 năm 2012, như vậy là đến bây giờ là anh đã ghép giác mạc được 2 năm rồi, đúng không ạ? Vâng. So với cái thời điểm trước khi ghép giác mạc và đến thời điểm hiện tại đã được ghép giác mạc rồi, thì anh cảm thấy là cái thị lực của mình nó có những cái sự thay đổi như thế nào? Thị lực thay đổi là, ví dụ như trước đây thì trong cái sinh hoạt hoặc cái công tác nghề nghiệp của tôi thì thực sự là giai đoạn cuối mà trước khi ghép giác mạc là tôi không gần như đọc là phải đưa hết tất cả sát các cái giấy tờ để sát vào mắt. Vâng. Cái cự ly đó chỉ khoảng độ 5 đến 10 cm thì mới có thể đọc được. Và khi trong sinh hoạt thì cuộc sống thì giữa lòng đường và vỉa hè là khi chúng tôi đi xe máy hoặc là cái gì là rất khó phân biệt giữa cái vỉa ba toa và cái lòng đường và có cái chỗ mà có hơi một cái ánh nước hoặc đấy là gần như không phân biệt được cái. Vâng. cái khoảng cách giữa hai bên vỉa ba toa và lòng đường như thế thì sẽ rất nguy hiểm cho cái việc đi lại đúng không? Tính mạng và rất nguy hiểm cho cuộc sống, cũng như là cái khi mà tôi được ghép giác mạc xong thì cái thị lực về xem và sinh hoạt chúng tôi trở lại đời thường và chúng tôi có thể đọc được nghiên cứu một cách thoải mái, một cách rất thoải mái và để có thể để phân biệt được và phục vụ cho công tác và phục vụ cho cuộc sống. Vâng, như vậy thì sau 2 năm đã được ghép giác mạc thì cho đến thời điểm này anh cảm thấy là thị lực của mình đã ổn định chưa ạ? Và anh đã quen với cái giác mạc mới ở trên mắt của mình chưa ạ? Cái giác mạc mới thì tôi đã thích hợp và ổn định bình thường. Cái mắt phải bây giờ sau khi được các bác sĩ phẫu thuật thì tôi đã trở về được cái đeo kính là chúng tôi đã trở về mắt phải là về 1/10
đọc và sinh hoạt phải thuận tiện như trước khi chưa bị bệnh. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Hồng Hưng và rất là chúc mừng anh vì anh đã có một ca ghép giác mạc thành công và cũng đã quay trở lại được với công việc của mình.